Ba ơi, bà mua cái này giùm con đi bà. Con tự làm á. Bà không mua đâu con. Cô ơi, cô mua cái này giùm con nha cô. Cái này là con tự làm á, đẹp lắm á cô. Con không mua đâu con. Hello. Hello chị đến. Chú ơi, chú mua cái này cho bạn gái chú đi. Cái này đẹp lắm á chú. Cái này là con tự làm á chú. Chú mà tặng bạn gái chú là hết sảy luôn á. Let me see. Dạ. Lovely. How much is that? Bao nhiêu chú bé? 15.000. 15.000 đồng. Ok then. Cảm ơn chú. Here you go. Chú ơi, từ sáng tới giờ á, con đi bán mà không bán được, cho nên con không có tiền lẻ để xóa cho chú. That's okay, keep the change. Dạ, con cảm ơn chú. Hay là con tặng cho chú một bài hát nha chú. Ok. Dạ, chú đợi con chút. Dạ, cô chú đây. Bạn hãy cứ gọi tên của tôi là ốc nhỏ. Ốc nhỏ thích cùng bạn bè vui chơi vòng quanh. Ốc nhỏ thích muốn thích ca thích cùng phụ nữ và khám phá. Ốc nhỏ hồn như yêu đời. Tôi chỉ là con ốc nhỏ trong biển xanh mênh mông. Còn ngôi nhà mà tôi sinh sống đó là con tàu mặt ống. Đi nó có kiểu như gót đáng treo dưới lòng đại dương. Chỉ với con tàu mặt ống đó là ba tôi là thuyền trưởng. Nơi đại dương ba tôi là một di dân giỏi nhất. Bên cạnh ba tôi là con ốc nhỏ xinh xắn nhất. Biển xanh bao la, hơi đầy tôm cá. Tôi muốn lên là cùng những con chuột mối đêm bật cười bên cả. Chết, trời sắp mưa to rồi. Dạ chú ơi, con có gì con phải về. Dạ con cảm ơn chú. Con chào mọi người, con về. Sao đâu con? Ba ơi, từ tối tới giờ á, ba sốt cao, ba còn lên cơn mê sản nữa. Ba cứ cơ bình phương hoài, làm con lo quá. Là con gái phải chăm sóc ba suốt đêm. Ba xin lỗi con nha.
mà. Bình Phương là ai vậy ba? Ba chỉ nằm mơ thôi. Bây giờ ba không sao rồi. Làm con gái của ba phải giật mình. Thôi, con đi ngủ đi. Mai còn đi học nữa. Nhưng mà ba chưa trả lời cho con biết Bình Phương là ai mà ba. Chừng nào con lớn, ba sẽ kể cho con nghe. Ba hứa nha. Thuyền trưởng hứa dốc nhỏ rồi đó. Bây giờ bệnh nhân thuyền trưởng phải nghe lời bác sĩ dốc nhỏ. Bệnh nhân phải nằm yên để bác sĩ dốc nhỏ đắp khăn nha. Được rồi, bệnh nhân thuyền trưởng nghe. Tại sao vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phòng nam ra phòng nam, phòng nữ ra phòng nữ. Suốt ngày cứ tụ tập ở đây là sao? Định nổi loạn hả? Xuyên đây ra coi. Cái áo mày bị dính cái gì vậy? Cái môi mày bị xích hay sao vậy? Ăn uống mà cũng dịu xuống nữa. Em, con gái con đứa gì đâu mà không biết ý tứ. Còn mày nữa, coi cái đầu của mày có khác gì trái chôm chôm không? Cái áo này là cái áo thứ bao nhiêu rồi hả? À? Tại sao móng tay dài như vậy? Ngày mai cắt liền nghe chưa? Dạ. Yeah. Bây giờ nam về phòng nam, nữ về chỗ. Giải tán. Chỉ cần chuyện này xảy ra một lần nữa thì mày sẽ bị nhốt trong phòng tối, không được ăn uống trong vòng một tuần. Nghe chưa? Tụi nhỏ đã ngủ chưa? Dạ, ngủ hết rồi chị. Cô á, phải nghiêm khắc với tụi nhỏ hơn nữa, để cho tụi nó biết sợ và có kỷ luật hơn. Đứa nào mà không biết vâng lời, nói dối, cô cứ phạt cho tụi nó thức suốt đêm để mà chép phạt cho tôi. Dạ. Tụi này á, nếu không nghiêm khắc với nó là không xong đâu. Còn thằng mèo con, sao rồi? Mèo con... Tôi thấy hồ sơ của nó đã đầy đủ hết rồi, mà sao tới bây giờ vẫn chưa thấy nó? Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Em... Còn con bé Hải Mây nữa. Ông Minh đó là một cái người mà nghèo kiết xác, làm sao mà có tiền để mà nuôi sống nó được. Bởi vậy cô đó, cô phải tìm cách bắt nó về đây cho tôi. Cô nên nhớ, mình sống là nhờ vào những khoản tiền tài trợ của những nhà từ thiện. Em biết rồi chị. Nói tóm lại, tôi muốn tuần sau tôi phải thấy Hải Mây và mèo con trong trường này. Cô rõ chưa? Dạ, em sẽ cố gắng mà chị. Ai đó? Em hứa với chị, trong vòng một tuần em sẽ dắt bằng được hai đứa nó về đây. Bây giờ bệnh nhân phải nằm im, bác sĩ sẽ hát cho bệnh nhân nghe nha. Ngôi nhà của em màu trắng màu xanh, màu tím màu hồng và màu của nắng mai. Khi mặt trời làm lá rạ
em vui em hát có mỗi nhà có bóng mẹ nhắn ba tiếng ông tiếng bà về vui qua xa mẹ thức dậy chúng biết bao điều hoa sáng nhà ước mơ lung linh cuộc đời đẹp trang xanh hồng ông kêu bác sĩ nói hay quá bệnh nhân nghe xong bệnh nhân khỏe liền luôn đó. Bệnh nhân khỏe rồi. Hồi nãy giờ bệnh nhân thuyền trưởng nghe lời bác sĩ ốc nhỏ. Còn bây giờ bác sĩ ốc nhỏ phải nghe lời bệnh nhân thuyền trưởng nghe. Bây giờ bác sĩ phải đi ngủ để ngày mai còn đi học sớm nữa. Vậy bệnh nhân cũng phải đi ngủ nha. Rồi con ngủ đi. Ba lên trên ba ngủ. Nhưng mà ở trên đang bị ướt mà. Trời đang mưa mà. Sao ba ngủ? À ba quên. Hồi tối mưa to gió lớn quá, ba mới xuống đây ba trú mưa. Bây giờ thì học sao rồi, con ngủ đi. Ba cứ lo liệu được mà. Nằm xuống đi con. Chinh, Chinh ơi Chinh, Chinh, ai hả? Trời, khuya rồi mấy ông đi đâu vậy? Ừ thì có chuyện muốn nói, quan trọng lắm. Vô đây. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Hồi nãy á, mình rình bên phòng bà Hàng Cúc á, nghe bà Cúc với con Kim Bình nói định qua làng Hải Lu bắt mẹ con với Hải May về á. Hải May thì mình không biết, chứ mẹ con là bạn thân của mình. Ủa? Tường vô đây lâu rồi mà, sao quen được với mẹ con vậy? Ừ thì hồi đó đó, mình đi bóc bọc với mẹ con. Tại cô Bình thấy mình lang thang nên bắt mình về đây nè. Giờ còn muốn bắt thêm mẹ con nữa. Vậy bây giờ Tường tính sao? Ừ hay là mình viết thư báo động cho mấy bạn đó biết đi. Báo động cái gì mà báo động? Biết nguy hiểm lắm không? Hai bà phù thủy đó mà biết được là tụi mình bị phạt chết luôn á. Ở đây cực khổ thế một. Làm sai bị phạt thì không nói, làm đúng cũng bị la. Ờ đúng rồi đó. Tụi mình nói đâu ai tin đâu. Chẳng những không tin mà còn bị phạt nữa, nhớ không? Ờ, đúng rồi. Chứ bây giờ từ thiện mặt bà Cúc hiền như cô Ti vậy. Ước gì ở ngoài đó có ai biết được sự thật. Tụi mình khổ như vậy, đến cứu tụi mình ha. Không thể được. Bằng mọi cách, mình phải viết thư báo động cho mấy bạn đó biết. Biết rồi. Nhưng mà bằng cách nào? Mình có cách nè. Cách gì á? Mình thấy trong kho có rất nhiều chai không, bây giờ mình viết thư báo động và nhét trong chai và tìm cách văng ra biển, được không? Ừ. Nhanh lên. Mình phải tìm chỗ nào thuận tiện lại, bắn cho nó chính xác đó nha. Ừ, chỗ này chắc nè. Chỗ này cũng chắc nè. Để đây, được rồi, cột vô. Rồi, được rồi nè. Mấy cái chai này mà mày sao có thật năng. Cậu chờ cho hai bạn đó lượt được cái chai hay người nào tốt hơn cũng được. Nó nhiều quá. Giờ bắn nha. 1, 2, 3. Cậu mong mấy cái chai này sẽ đi khắp mọi nơi luôn ha. Thôi tụi mình chuẩn bị vô đi. Cởi ra. Tụi mày làm cái trò gì vậy? Dạ, tại con nghe tiếng động, con tưởng. Đừng có nói dối. Tụi mày muốn trốn phải không? Tao mách cho bà Hoàng Cúc nghe.
Bảo Hoàng Cúc sẽ phạt tụi mày. Cậu Trường, tại sao? Tại cậu sao? Đừng dằn vặt mình nữa. Cậu đang có bệnh ở trong người mà. Nếu cậu cứ như vậy, cậu sẽ bị cảm lạnh đó cậu. Lên đi cậu. Cậu ơi, lên đi cậu, tôi xin cậu mà. Sương Mai. Có ai biết Sương Mai ở đâu không? Có ai biết con tôi ở đâu không? 8 năm rồi. Con tôi đã 8 tuổi rồi đó chú Long. Chú chỉ tôi đi. Chú chỉ thế nào để tôi tìm lại vợ con tôi. Cậu ơi, chuyện của cô Sương Mai tôi không có dám báo cho cậu. Sợ bên đó cậu học không được. Giờ cậu về rồi tôi mới dám kể hết cho cậu nghe. Cậu đừng tuyệt vọng vì căn bệnh nan y của mình nữa. Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngủ mà cậu. Cậu lên đi cậu. Tôi xin cậu mà cậu. Tôi xin cậu mà. Cậu lên đi cậu. Sương Mai, anh có lỗi với em. Đáng lẽ anh phải về tìm em. Anh phải về tìm con. Cậu phải vui vẻ lên thì mới đủ sức khỏe đi tìm vợ con mình chứ. Em. Con nói gì anh không hiểu gì hết. Má. Dạ, con chào mẹ. Trường, chừng nào thì con đi du học vậy? Dạ. Nhưng mà mẹ, mẹ hứa là sau khi con đi du học, mẹ cũng thương Sương Mai, giờ là thương con nha mẹ. Cô ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với con trai tôi một chút. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Mẹ uống đi mẹ. Mẹ muốn nói với con một điều là mẹ vẫn không thể chấp nhận cô gái đó là con dâu nhà mình được con à. Gia thế nó nghèo quá bà con, đâu có xứng với nhà mình. Nhưng mà mẹ ơi, con yêu Sương Mai mà mẹ. Tụi con đám cưới với nhau rồi. Hơn nữa Sương Mai đang mang thai. Nếu mà mẹ thương con thì mẹ thương Sương Mai cũng như thương cháu nội của mẹ nha mẹ. Mai muốn đợi con về rồi mình tính sao nha mẹ. Con cứ đi đi, mẹ biết mẹ phải làm gì mà. Cậu Trường, sao cậu không quan tâm gì đến sức khỏe của mình hết vậy? Tối hôm qua cậu lại mất ngủ nữa phải không? Chú Long, theo những thông tin thu thập được của Lê Hoa thì đáng lý ra bây giờ tôi phải có tin tức gì của vợ con tôi rồi chứ. Sao mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ vậy chú? Cô Lê Hoa rất giỏi, tôi tin là cô sẽ tìm được họ thôi. Cậu không nên quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. À, hôm nay tôi lo xong việc ở chợ cá, rồi tôi sẽ báo với cậu sau nha. Thôi, để tôi ra lo xe cho cậu nha. Chết rồi, trời sáng quá rồi. Trời ơi, sao chú không đeo gì trời? Ủa cao, có đụng nó lem nghe chưa? Nhanh lên đi con, để được bắt rồi. Cái đồng hồ này nó không chịu đeo nữa rồi, thiệt là. Ba đừng có giục nó. Tại con thấy ba bệnh cho nên con mới bắt chung báo thức để cho ba ngủ ngon. Sao được con bằng mẹ không? Phải đi làm được. Thôi, báo nhà đi.
con đi học một mình được mà. Bà khỏe rồi, bà còn phải đưa con gái của bà đi học nữa. Nhanh lên đi con, trễ giờ. Bà dậy đi con. Dạ. Nhanh lên, trễ quá. Mở cong, ông nhảy đi học nha, mở cong. Mở cong. Phải nha, sáng nghe chưa? Đi nha. Nhanh lên con. Dạ. Vô trường ráng học ngoan nghe con. Dạ. Anh Bích, làm tách cầm hai đi anh. Thấy giờ rồi, con phải đỡ ông nhỏ đi học rồi con đi làm nữa. Rồi. Chạy chú Biên con đi học nhỏ. Dạ. Chú nhờ con cái này nè. Dạ. À, con hiểu rồi. Chắc là tặng hoa cho cô Hương An đúng không chú? Ừ. Chú nói nè, tí nữa trên đường tới trường á, con đợi chú một chút. Chú mua hoa xong rồi con mang tới tặng cho cô Hương An giùm chú nghe. Dạ. Nè, cái trò tình yêu bí mật này có bộ lâu rồi đó nghe. Bộ tính bí mật hoài hay sao? Nè, phải mạnh dạn nói với người ta đi chứ. Chưa có được đâu anh ơi. Ít nhất em cũng phải có một chút tiền dành dụm, mua cái này cái nọ cho giống người ta. Chứ tay trắng vậy ai mà thương anh. Nè, có chuyện gì? Dạ, tại vì con thấy chú Biên thương cô Hương An á, nên... Ừ, thì thương. Biên à, đừng nói chuyện yêu đương trước mặt út nhỏ, không tốt đâu. Dạ, em biết rồi anh. Thôi mình đi. Mình đi con, trễ giờ rồi. Đi con. Mẹ có sao không? Bữa nay ba đi làm trễ, chắc bị la quá con à. Thì anh đi cũng sao cho ông khỏi thấy. Thôi, em đi trước nghe. Từ tới con của ba chú nghe. Ông nhỏ. Chào chú Biên đi con. Chú đi trước nghe con. Ê, ba ơi, hình như có cái chai màu xanh kìa, đẹp quá à. Con nhỏ, đừng có giỡn nữa con. Đừng chạy không được nhanh lắm. Ba ơi, hình như trong này có thư nữa nè ba. Con nhỏ, mấy con trễ giờ rồi, xôi có con này. Thôi, ba ăn sáng đi, ba chưa có ăn mà. Thôi, tới chỗ làm ba ăn luôn. Ủa, ba đi làm, ba cũng được ăn trong giờ làm việc hả ba? Đúng rồi. Cô giáo con cho con ăn giờ giờ học nhớ đó. Ba đi làm khác với con đi học mà. Nhanh lên đi con, chờ chờ. Ok, ok, nó tới rồi. Chuẩn bị hành động đi. Ok. Dạ đâu, chào bác con. Ờ, con coi. Chào bác tuyển thủ của bác, đi học hả? Nè, nè, thôi con. Đừng có giỡn nữa. Nè, mấy đứa, đừng có giỡn nữa tụi con. Nè, nghe bác nói nè. Mấy bạn, sao tự nhiên mấy bạn bắn nhăn nước vô người tụi mình? Rồi sao, tụi ta thích bắn vô mặt mày đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Nè, nghe bác nói nè. Sao tụi con giỡn kỳ vậy? Ước đồ bạn hết rồi. Giỡn vậy không tốt đâu nghe chưa? Nghe bác dặn nè, từ đây sắp tới không có được giỡn như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Thôi, mấy đứa đi học đi, trễ giờ rồi. Có chừng đó. Nè, Khôi, Tân, các thi thủ, tụi con nhịn nhau một chút xíu không được hay sao? Bạn bè trong lớp không à? Nghe không? Dạ. Rồi đi học đi, trễ giờ rồi đó, nhanh lên, đi. Dạ. Tôi muốn anh cung cấp thông tin cho tôi 2 lần một tuần. 2 lần một tuần à? Hai lần một tuần 200 ngàn. Rồi, chị nói đi, chị muốn biết thông tin gì? Ông Minh, tôi muốn biết bây giờ ông ấy như thế nào, có việc làm chưa? Thì ông cũng bình thường, bây giờ ông làm ngoài bãi cá đó,
Mà không biết ngày nào ông nghỉ bây giờ nè. Sao vậy? Sức khỏe đâu mà làm. Ông làm đâu cũng vậy hết chị ơi. Là một hai bữa là người ta đuổi, một hai bữa là người ta đuổi à. Yếu xìu à. Không có việc làm thì làm sao có tiền nuôi con? Thì đúng rồi, tiền đâu mà nuôi con. Ủa? Mà bộ chị tính đưa Hải May vô trường Sơn Tùng hả? Ừ. Tôi thấy nó dễ thương. Gia đình lại nghèo khó. Như vậy vừa có thể giúp đỡ cho nó và đỡ đần cho ba của nó. Tốt dữ ha. Ồ, vậy là chị muốn lấy thông tin về tất cả mọi thứ liên quan đến Hải May luôn á hả? Và cả thằng mèo con nữa. Tôi muốn biết bây giờ nó đang làm gì, ở đâu. Chị mày muốn đưa hai đứa nó vào trường Sơn Tùng. 400. Cái gì mà 400? Trời ơi, đúng ra là ba người là 600 á. Tôi với chị là chỗ mối mang, tôi lấy chị 400 là rẻ rồi. Xong, kết thúc giao dịch. Ký cái đi. Đó, làm ăn mà. Đồ nghèo mặt rệt. Tao nghèo kệ tao. Ơi, đi học mà mang vỏ lưới này hả? Nhìn thấy mà ghê. Ủa, mày đi học mà mày đem cái chai này chi vậy? Mày nhậu hả? Ê, tụi bay. Con Hải May á, nó đem cái chai này vô, chắc nó nhậu quá. Ha, đúng rồi đó. Bây giờ mày có em không? Tao không em á, sao? Trả cái vỏ đây cho tao. Mày ngon, mày vô đây mày lấy nè. Vô đây. Đi đi đi. Bây giờ mày có trả cái vỏ cho tao không? Tao không trả, mày làm được gì tao? Có vỏ cho ông vợ không? Không hay sao? Cũng có lỗi hả mày? Không thích mày đó. Tại sao đánh nhau? Dạ, dạ thưa thầy. Có chuyện gì mà đánh nhau? Thầy Hải May, lấy cặp của con đó thầy. Hải May, không có phải vậy không? Thầy. Bạn Ngân Lam lấy vỏ của con trước á thầy. Cái vỏ lưới đánh cá của mày hay ghê. Ai thèm lấy? Mày nói dối. Dạ không phải đâu thầy. Mày lấy của tao. Mày còn nói nữa. Mày lấy của tao chứ bộ. Mới nãy mày giật á. Mày á. Thôi. Mày lấy á. Trước mặt thầy mà còn gây gỗ như vậy đó hả? Thầy không cần biết là các con á, người nào đúng, người nào sai, người nào nói dối, người nào nói thật. Nhưng mà các con đánh nhau như vậy đó là không tốt. Thầy không có hài lòng. Bạn bè cùng chung một lớp với nhau, chung một mái trường. Các con phải biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Thầy đã dạy các con điều này chưa? Dạ. Có rồi á, thì đi về lớp học đi. Dạ. Không có đánh nhau nữa đó. Dạ. Cô ơi cô, có người ái mộ bí mật tặng hoa cho cô nè cô. Người ái mộ bí mật hả? Là ai vậy con? Chú đó kêu con là chỉ nói là người ái mộ bí mật thôi, chứ không có được nói tên. Vậy đó hả? Dạ. Cô cảm ơn con, thôi bây giờ con về chỗ đi. Dạ. Chào cô. Chị cứ yên tâm đi, đó chỉ là giá tạm thời thôi. Chị cũng biết là mấy bữa nay bị nó độc, cá nó lặn hết, có bắt được con nào đâu. À, rồi, thôi được rồi, nhờ như vậy nha. À, em sẽ làm lại giá cho chị, hàng sẽ cung cấp đầy đủ. Rồi, chị cứ yên tâm đi ha.
Em khách hàng là thượng đế mà. Dạ, dạ rồi. Dạ, xin lỗi anh, tôi đi làm trễ. Tôi hứa lần sau tôi sẽ không bị làm trễ nữa. Tôi không có nhiều lỗi để cho anh. Hôm nay tôi quyết định anh bị thôi việc ở đây. Dạ, xin lỗi anh. Anh thông cảm cho tôi. Anh cũng biết việc làm đối với tôi rất là quan trọng mà anh Cẩn. Anh thông cảm nha. Quan trọng? Quan trọng mà một tháng anh đi trễ tới 3 lần. Như vậy là vi phạm quy định của công ty. Chính thức hôm nay tôi quyết định đuổi việc anh. Dạ, anh Cẩn à, anh thông cảm đi. Tại vì nhà tôi cũng có chút chuyện nên tôi đi làm trễ. Thông cảm đi anh. Tôi không cần biết là công việc hay công gió gì của anh hết. Tôi đánh giá anh là làm việc không nghiêm túc, vậy thôi. Dạ, tôi hứa sẽ làm thêm giờ để bù lại. Anh Cẩn, xin anh đừng đuổi việc tôi. Thôi được rồi, tôi cho anh một cơ hội duy nhất. Anh sẽ được làm việc ở đây. Dạ, cảm ơn anh. Với một điều kiện là anh phải thuyết phục toàn bộ người dân bán lại thuyền cho tôi. Tôi biết là tiếng nói của anh có trọng lượng lắm. Nếu như anh làm được như vậy thì công việc của anh ở đây vẫn tốt. Anh Cẩn à, tôi thấy làm vậy không được đâu. Tao là phương tiện duy nhất để họ làm ăn sinh sống. Mình mà làm vậy họ sẽ chết đói luôn đó. Thân ốc còn không mang nổi mình ốc mà đòi mắc cọc cho rêu. Anh đã tự đánh mất cơ hội duy nhất của mình rồi đó. Bây giờ anh có thể về, anh không còn việc gì ở đây hết. Ê, lấy nước xuống không sao, để làm gì vậy? Thì cứ xuống đi rồi biết. Dạ cô ơi, em mắc vệ sinh, cô cho em đi vệ sinh nha cô. Đi đi. Dạ. Cô ơi, cho em đi, cho em đi. Đi đâu? Đi vệ sinh. Đi đi. Dạ. Cô ơi, cho em đi. Đi. Đi nhanh đi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ thưa cô, cho em đi vệ sinh. Sao tự nhiên đi vệ sinh nhiều vậy? Có chuyện gì vậy ốc nhỏ? Có chuyện này quan trọng lắm. Mình muốn nói với các bạn. Mình phải đi cứu mèo con ngay. Cô Kim Bình sắp bắt mèo con đi rồi đó. Trời, sao ghê quá vậy? Ủa, nhưng mà sao ốc nhỏ biết được? Đâu? Cô Kim Bình muốn bắt mèo con vào trường Sơn Tùng để hành hạ. Ngày mai, cô sẽ đến đường ray xe lửa để mà bắt mèo con. Xin ai đó giúp bạn ấy. Tụi mình phải nhanh lên thôi, có khi cô Kim Bình đã đến rồi đó. Ừ, may mà đường ray gần ở đây, tụi mình đi đi. Ừ. À, tao bắt quả tang nha. Tụi bay trốn ra đây để nói chuyện riêng với vậy. Tao vô tao mét cô. Ê, khỏi mét, tụi tao vô lớp nè. Đi. Ê, lớp hướng này mà, xin tụi bay đi hướng đó. Thiệt hả? Dạ. Mấy em biết các bạn đi đâu không? Dạ, em nghe tụi nó nói đến đường ray xe lửa tìm thằng mèo con gì đó cô. Có chuyện gì vậy? Tôi đang ở đây nè. Mẹ con kia kìa. Kim, tôi có chuyện gì không? Có, xuống đây. Bạn xuống đây, lẹ lên đây. Lẹ lên. Đợi tôi xíu. Lẹ lên.
Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà hôm nay đông đủ quá vậy? Bộ không đi học hả? Tụi mình xin cô ra ngoài xíu rồi. Mèo con ơi, bạn đi trốn đi. Cô Kim Bình gần tới bắt bạn rồi đó. Mình lượm được lá thư này nè, không biết ai gửi nữa. Bạn chạy trốn nhanh lên. Thư gì vậy? Cho mình mượn xem. Trường Xuân Tùng dễ sợ lắm. À đúng rồi, mình có một người bạn tên là Tường á. Bạn ấy bị bắt vô trường Xuân Tùng, giờ cũng chưa thấy ra nữa. Mình nghe nói người ta bắt vô trường Xuân Tùng để đi ăn xin á. Mèo con ơi. Mèo con ơi, con có mang bánh đến cho con nè. Con có ở đây không? Con ra đây nói chuyện với cô chút xíu đi. Mèo con ơi. Trời ơi, mấy cái thằng quỷ này. Có chuyện gì mà trốn sớm vậy anh Minh? Dù chơi dạ. Tôi vừa mới bị đuổi việc. Cái gì? Anh bị đuổi việc? Thân tôi thì không sao, còn óc nhỏ biết tính sao đây. Em nghĩ anh đừng có lo, mọi chuyện rồi từ từ nó cũng sẽ qua mà. Sao anh không trở lại nghề biển? Anh là ngư dân giỏi nhất làng mà. Từ khi vợ tôi mất, tôi thấy mình không còn cái gì nữa. Chuyện đã qua lâu rồi, anh hãy cố quên đi để còn tiếp tục sống anh ạ. Nhưng tôi không làm được. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy vợ tôi hết. Hay anh tới phụ em làm những việc lặt vặt nghe. Giúp em xếp cá vô tủ đông. Một tháng cũng đủ tiền nuôi hải mây đó. Chỗ em cũng đang cần một người như vậy. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Biên nhiều nha. Anh em mình mà anh nói gì vậy anh Minh? Thân tôi thì không sao, còn óc nhỏ cũng nghiệp lắm. Vô nha. Ừ. Mình đi được rồi á. Đứng lại. Đang giờ học mình đi đâu vậy hả? Dạ, tụi em đi vệ sinh. Đi vệ sinh sao đi hướng này? Dạ, tại vì dạ cô cho tụi em xin lỗi. Tại vì tụi em lo cho bạn mèo con. Bạn mèo con gần bị cô Kim Bình bắt vô trường Sơn Tùng. Không được gì lý do. Nếu tụi em có chuyện gì, cô biết nói sao với ba mẹ các em hả? Cô muốn đây là lần cuối cùng nghe không? Sau này mà còn tái phạm, cô biết cô sẽ phạt nặng đó. Dạ, tụi em xin lỗi cô. Về lớp học đi. Dạ. Mai cô uống nước. Dạ, cảm ơn thầy. Cô đến gặp tôi có chuyện gì? Lúc nãy tôi có thấy Hải Mây với mấy đứa bạn của nó trốn học. Tụi nó còn có ý định chọc phá tôi nữa. Thiệt là hỗn hào hết sức. Cô có nhầm lẫn không? Các em đang trong lớp mà. Làm sao mà nhầm lẫn được thầy? Tôi tận mắt chứng kiến mà. Tôi thấy tụi nó đang ở tuổi ăn tuổi học như vậy mà không được sự giáo dục quan tâm của gia đình. Nhất là con bé Hải Mây đó, thì tội nghiệp lắm đó thầy. Mà cũng làm sao trách được, nhà nó nghèo quá mà. Cô tới để gặp tôi chỉ có chuyện này thôi sao? Dạ không, còn một chuyện khác nữa. Như thầy biết đó, trường Sơn Tùng của chúng tôi đang có chế độ ưu tiên dành cho tất cả các em mồ côi. Có gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện đi học, trường Sơn Tùng của chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí. Tôi thấy em Hải Mây cũng nằm trong diện đó, nên tôi muốn đưa nó vào trường Sơn Tùng. Thầy thấy sao? Tôi thấy Hải Mây đâu có mồ côi đâu. Với lại gia đình cũng tạm ổn mà. Tôi nghĩ nếu được á, thì ta nên dành cái suất học đó đó cho một học sinh khác thật sự cần thiết. Về những trường hợp đó thì trường Sơn Tùng chúng tôi đã gom hết về rồi. Bây giờ chỉ còn trường hợp của em Hải Mây và mèo con là cần được quan tâm hơn thôi.
Nhưng mà theo tôi, điều quan trọng là ba của Hải Mây. Nếu ba của Hải Mây quyết định cho Hải Mây vào trường Sơn Tùng thì chúng tôi có muốn giữ đi nữa thì cũng không được. Thầy yên tâm đi, về phần ba của Hải Mây thì tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Nhưng trước tiên tôi muốn trình bày với thầy ý kiến của trường Sơn Tùng chúng tôi như vậy, mong được thầy ủng hộ. Xin lỗi thầy, tôi có điện thoại. Cô Tự Nhiên. Alo. Tôi Danh nè, tôi có một tin vui báo cho chị. Ông Minh ổng mất việc rồi, chị có thể dụ ổng đưa Hải Mây vào trường Sơn Tùng. Được rồi, cảm ơn chú nghe. Cảm ơn cái gì, tin tức nhanh như vậy, thôi tiền gấp đôi nghe. Được rồi, chú biết tánh của tôi mà. Vậy nha. Xin lỗi thầy. Không có gì. Tôi vừa mới nhận được thông tin là ba của con bé Hải Mây vừa bị đuổi việc. Thầy thấy đó, với hoàn cảnh như vậy mà không cho con bé vào trường Sơn Tùng thì làm sao nó có đủ điều kiện để ăn, để học được. Thầy thấy ý của tôi như thế nào? Tôi đã nói, điều quan trọng là quyền quyết định của ba bé Hải Mây. Nếu ba con bé quyết định, chúng tôi có cản đi nữa thì cũng không được. Dĩ nhiên, quyền quyết định là thuộc về ba Hải Mây. Nhưng nếu như thầy cho ba Hải Mây biết được về thái độ học tập của nó không nghiêm túc như vậy, thì chắc chắn rằng ba nó sẽ cho nó vào trường Sơn Tùng học thôi. Với lại, hoàn cảnh bây giờ đang khó khăn như vậy, chắc chắn là ông ta sẽ đồng ý rồi.